Mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa đổi phông của phần mềm trình duyệt Cốc Cốc. Đây là phiên bản 58. Phiên bản này hiện tại đang lỗi vào trang dân trí. Đây các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi này. Để sửa lỗi này thì các bạn lấy bộ phông của Win 10.